Video này sẽ giúp bạn trở thành top 1 Airy. Hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành top 1 Airy nào. Khi bắt đầu vào trận đấu, anh nâng châu 1 ở cấp độ đầu tiên và ưu tiên nâng mắc châu 1 trước, vì đây là chiêu thức liên quan đến mọi thứ của Airy. Khi kích hoạt, Airy sẽ phóng phi tiêu theo hướng chỉ định, gây sát thương vật lý và hất tung tất cả kẻ địch trúng chiêu. Mỗi khi trúng một tướng địch, Airy sẽ được tăng tốc chạy và nhận một cộng dồn long ấn kéo dài trong vài giây. Long ấn dùng cho chiêu 2, tối đa 2 cộng dồn. Đây là chiêu thức có tầm hiệu lực cực xa nên sẽ rất hiệu quả trong việc trích bụi, cấu rỉa, tranh cướp mục tiêu và dọn lính từ xa. Khi kích hoạt chiêu 2, Airy sẽ lướt theo hướng chỉ định, có thể vượt địa hình và lập tức được kích hoạt nội tại. Nếu đang có long ấn, Airy sẽ tiêu hao một long ấn để làm mới chiêu thức này. Chiêu 2 tuy không trực tiếp gây sát thương nhưng mang lại cho cô độ cơ động rất tốt nhờ khả năng lướt vượt địa hình, đặc biệt là khi có điểm long ấn. Chưa hết, chiêu 2 còn lập tức giúp Airy cường hóa đòn đánh nội tại, điều này sẽ giúp cô có khả năng đánh nhấp nhả, vừa cầm máu đối phương vừa hồi phục cho bản thân rất tốt. Nội tại của Airy là mỗi đòn đánh thường thứ tư sẽ được cường hóa giúp gây sát thương chuẩn và làm chậm mục tiêu trúng đòn. Đồng thời, Airy sẽ được hồi máu tương đương với lượng sát thương gây ra từ đòn đánh này. Vì vậy, nếu rảnh tay, hãy đánh thường vào không khí ba cái trước để lần đánh tiếp theo sẽ kích hoạt nội tại giúp Airy gây sát thương tốt hơn. Khi kích hoạt chiêu cuối, Airy vung kiếm và được miễn khống khi tung chiều rồi gây sát thương kèm mất tung nhất kẻ địch lân cận, đồng thời nhận 2 cộng dồn long ấn và làm mới chiêu 2. Khi đáp đất, Airy sẽ nhận được bùa lợi đặc biệt trong vài giây, giúp không phải chịu sát thương vượt quá 10% máu tối đa của bản thân từ mỗi đòn đánh đơn, chiêu đơn của địch. Chiêu cuối mang lại cho Airy gần như tất cả mọi thứ, từ khống chế, sát thương, khả năng chống chịu và cả độ cơ động khi giúp cộng dồn luôn 2 long ấn. Đòn đánh đơn chính là sát thương từ đòn đánh thường của tướng, lính, quái rừng, trụ, tế đàn. Còn chiêu đơn thì Garena không giải thích rõ, nên là từ trước đến nay tôi vẫn luôn nghi ngờ chiêu đơn là những chiêu thức chỉ gây sát thương một lần trên mỗi lần tung chiêu. Vì vậy, hãy tận dụng chiêu thức này thật tốt để tham gia giao tranh hoặc đào thoát khi gặp nguy hiểm. Airy có rất nhiều combo chiêu thức khác nhau và các bạn có thể thực hiện combo cơ bản của Airy như sau. Dùng chiêu 2 để lướt đến rút ngắn khoảng cách với địch, tiếp theo là dùng chiêu 1 để gây sát thương và khống chế địch. Tung chiêu trúng tướng địch sẽ được hoàn tất hồi chiêu 2. Lúc này, lại tiếp tục dùng chiêu 2 để áp sát địch, đánh thường để gây sát thương chuẩn, rồi tung chiêu cuối để gây sát thương và liên tục xen kẽ với chiêu 2 đánh thường để gây sát thương và hồi phục. Trong quá trình thực hiện combo, chiêu 1 hồi lúc nào thì xài lúc đó để tiếp tục được làm mới chiêu 2. Airy là một vị tướng cần đồ để có thể gây sát thương kèm hồi phục tốt. Vì vậy, đầu trận Airy sẽ cực kỳ yếu và rất khó để đi gánh cũng như phòng thủ khi bị tiêm địch xâm lấn phần rừng. Cho nên, lựa chọn tốt nhất nếu chơi Airy đó sẽ là đi solo đường tàn thần xây ra. Và để gia tăng sự đột biến khi kết hợp với bộ kỹ năng và độ cơ động của bản thân, hãy trang bị cho Airy phép bổ trợ tốc biến. Là một đấu sĩ sát thủ theo thiên hướng sát thương, mà sát thương chủ yếu của Airy lại là sát thương chuẩn, mà sát thương chuẩn của Airy lại scale theo công vật lý, nên bảng ngọc công vật lý sẽ giúp tối ưu khả năng gây sát thương chuẩn của Airy, cùng với đó là bảng phù hiệu ma chú sẽ giúp cô nàng sốc sát thương nhanh hơn và mạnh hơn. Còn về trang bị, hãy khởi đầu với Airy bằng giày kiên cường, tiếp đến là đao truy hồn, phức hợp kiếm, nanh fury, quân trường tròi và giáp hồ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với quả cầu băng xương và liềm đoạt mệnh. Nếu tiêm địch có nhiều tướng gây sát thương vật lý mạnh, hãy chủ động lên giáp thống khổ để khắc chế địch. Đó là toàn bộ về Airy mà tôi có để chia sẻ. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm vào quả chuông nhỏ bên cạnh và bấm like cho video này nếu bạn thấy nó hữu ích. Chúc các bạn sẽ sớm trở thành top 1 Airy. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.